và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một phụ huynh cũng đang áp dụng cái phương pháp dạy con từ nhỏ như vậy của tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, đó là anh Trần Đức Hoàng. Và xin hỏi anh Hoàng là anh đã bắt đầu nghiên cứu về phương pháp của tiến sĩ Đức từ bao giờ ạ? Xin chào tiến sĩ Đức, xin chào chị Thúy Linh. Dạ. Và xin chào các khán giả đài truyền hình. Thì cách đây cũng vừa tròn được một năm. Thì cái thời điểm đấy là tôi cũng có một cái may mắn là lúc đấy tôi đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thì có tôi tham gia một cái hội thảo, tiến sĩ Minh Đức chia sẻ cái phương pháp dạy con tại cái hội thảo đấy. Thì lúc đầu tâm trạng của tôi lúc đấy cũng có lẽ là cũng giống Thùy Linh lúc này. Thì lúc đấy là vợ tôi là lúc đấy mới mang bầu 7 tháng thôi. Thì lúc đầu thì tôi thực sự là tôi chưa có khái niệm gì về cái phương pháp mới này. Quan điểm của tôi ban đầu cũng rất đơn giản là cháu trước 2 tuổi thì ở nhà cho ông bà trông. Thì sau đấy thì thỉnh thoảng đi làm, mua đồ về chơi cùng với con, chơi được thế nào hay thì đấy thôi, cũng không có một phương pháp gì cả. Hoặc là hỏi kinh nghiệm thêm ông bà. Thì qua cái việc mà tìm hiểu những thông tin tiến sĩ Đức đã chia sẻ và những cái video clip mà tiến sĩ đã chia sẻ trên YouTube, thì bắt đầu là tôi vận dụng, tôi áp dụng theo. Đầu tiên là tôi cũng vận dụng thử những cái đơn giản nhất, ví dụ như bài tập thể dục cho con hay những cái đơn giản nhất để tôi tìm hiểu trước. Thì dần dần bắt đầu tôi vận dụng, tôi cảm thấy là có trẻ cháu nhà tôi có những cái phát triển mà nó vượt trội so với những cái bình thường. Cái khả năng vận động của cháu là đặc biệt, ví dụ như là khi mà cháu được rụng rốn được 7 ngày tuổi, khi mà cháu được 7 ngày tuổi rụng rốn thì lúc đấy tôi bắt đầu cho cháu nằm úp xuống để cháu có cái khả năng vận động tốt hơn. Thì trước khi mà tôi quyết định này thì bố mẹ tôi, tức là ông bà nội của cháu, rất là phản đối mãnh liệt luôn đấy. Là lúc đấy là tôi, trước khi mà tôi làm được đấy, tôi cũng phải nghiên cứu, tôi phải hỏi ý kiến của tiến sĩ Minh Đức. Thì sau đấy thì thời gian dần dần thì cháu vận động rất là tốt. Ví dụ như các cụ ta xưa có một câu là trẻ 3 tháng biết bò, 3 tháng biết lẫy, 4 tháng biết bò, 7 tháng lò dò biết đi. Thì như cháu nhà tôi thì nó rơi tầm 2 tháng rưỡi thì cháu nó lật được. 4 tháng thì 3 tháng rưỡi bắt đầu là ngồi được và 4 tháng là bắt đầu là bò được. Và rơi vào tầm khoảng độ 7 tháng đến 8 tháng cháu nó bắt đầu là đứng được tức là đứng được và đi được. Và đến giai đoạn tầm độ 9 tháng là cháu đi rất là vững và cứng cáp. Thời kỳ mà cháu bò ấy thì cháu bò được từ tầng 1 đến tận tầng 5 nhà. Nên cái thể lực của cháu cũng rất là tốt. Những điều rất là tuyệt vời và rõ ràng là cháu đã có được cái sự phát triển sớm hơn đa số các bé khác, đúng không ạ? Và có lẽ cũng để cho quý vị có thể hình dung rõ hơn thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với video clip về bé Hoàng Anh, con trai của anh Đức Hoàng, xem là cháu có những cái tiến bộ như thế nào từ những cái việc áp dụng phương pháp của tiến sĩ Nguyễn Minh Đức. Chú bố xin điện thoại nào. Bố xin điện thoại. Ê, bố xin điện thoại nào. Điện thoại đâu, chú bố xin điện thoại. Bố xin điện thoại. Điện thoại.